Như vậy là mình đã cho công khai ảnh của vợ mình trên các cộng đồng của YouTube ngày hôm qua. Let's see the comment. Oh my god. 600 cái comment. That's crazy. Nó gấp đến cả chục lần so với cái post trước của mình luôn. Totally legit. Approve. Ôi, cơm chó nữa. Cơm chó á? Thế tại sao bà không tự đi kiếm người yêu đi, thật thất bại của sao? Nhìn vợ của anh cứ te vãi. Đúng đúng. Đừng nhìn nhầm, đó là đồng loại của chúng ta đấy. Đừng để bị lừa. Tại sao bà dám nói vợ của mình là đồng loại? Legit 100%. Anh vẫn học đại học mà sao lại có vợ sớm thế? Mình nghĩ mình đâu phải là người duy nhất có vợ ở độ tuổi này đâu nhỉ? No, not Gura Senpai. Vợ Cat là lôi thần mà. Ô nhở, Raiden Sogan. Ôi chị mèo Simi. Yeah, đã có khá nhiều bạn nhận ra rồi. Đây chính là Trúc Đào, ảnh mình lấy từ trên chính chủ của mèo Simi. Xin lỗi Đào nha. Mong Cat không bị ăn gậy vì sử dụng trái phép ảnh của mèo Simi. Vậy sao? Thế thì đây sẽ là cách giải quyết của mình.